Công an thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa thu giữ hơn 3 tấn mỡ và da động vật không rõ xuất xứ, đã biến sắc và bốc mùi khó chịu. Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối qua, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện xe ô tô tải di chuyển theo hướng Tân Uyên, Tam Đường, do tài xế sinh năm 1981, trú tại thị trấn Tân Uyên điều khiển, vận chuyển hơn 3 tấn mỡ và da động vật đã bị đổi màu, bốc mùi khó chịu. Tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mỡ da động vật trên. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã thu gom, tích trữ sản phẩm động vật sau khi giết mổ tại cơ sở của mình, sau đó vận chuyển đi tỉnh Vĩnh Phúc bán để kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính người này với số tiền 12 triệu đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.